Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác tiếp tục trở lại với đồ gỗ cao cấp Sáng Trang. Rất vui vì em Sáng tiếp tục giới thiệu cho các bác một vài những món đồ, đặc biệt là những dòng sản phẩm nội thất về Minh Đế các bác ạ. Về nội thất nhà Minh thì Minh Đế là một trong những dòng ghế tiêu biểu đại diện nhất cho những dòng nội thất nhà Minh. Và trước mắt các bác đây là một cái xưởng em Sáng chuyên gia công làm hàng mộc cho những bộ Minh Đế gỗ chắc đen các bác nhé. Và trước mắt các bác đây là một bộ ba sản phẩm Minh Đế gỗ chắc đen có thông số kỹ thuật là 6250. Và cái bộ này của em Sáng là chân rời các bác nhé, chân rời. Đấy thì các bác thấy này, tất cả những cái gì mà em Sáng up lên video đều là sự chân thật nhất các bác ạ. Và đây là một cái công xưởng rất tuyệt vời. Đây là tất cả những cái bộ Minh Đế. Những bộ này thì là theo tiêu chuẩn hàng đặt, em Sáng đang làm theo đơn đặt hàng của một bác trai các bác nhé. Đấy, qua thế này. Hiện tại xưởng em Sáng bây giờ còn duy nhất còn bộ này là hàng tự do các bác nhé. Nếu các bác có nhu cầu, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555, hoặc các bác có thể qua kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang, các bác đăng ký kênh để sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em. Các bác thấy này, toàn bộ là hàng tháo lắp các bác ạ. Bởi vì em Sáng làm theo cái truyền thống nội thất Trung Hoa, thế nên là cứ để tháo lắp như này. Thứ nhất là các bác về mộng mạng các bác cực kỳ yên tâm. Bởi vì những cái này thì nó là cái những cái mà các bác không hỏi em Sáng làm, toàn bộ là hàng tháo lắp. Và để dựng lên hàng tháo lắp thì nó đòi hỏi trình độ của người thợ vô cùng cao, sự tinh túy của một người làm nghề nó thể hiện ở rất nhiều điều các bác ạ. Mặt ván là mặt một miếng các bác ạ, mặt một miếng đây có thấy này. Đấy, mặt cùng cây. Gỗ chắc đen thì không gì để bàn rồi, em Sáng nói rất nhiều về dòng gỗ chắc đen rồi. Để không cũng bóng các bác ạ. Đây các bác thấy này. Đấy, đây là toàn bộ cái công việc mà em Sáng đang làm. Đây là những bộ Minh Đế gỗ chắc đen. Và cái bộ này nó có một hay ở chỗ là cái vách ở giữa này các bác này. Cái vách ở giữa là đọc đục các bác nhé, đục dòng hóa. Và xoay là xoay ống tơ theo lối cổ các bác ạ. Đây các bác thấy này. Đây toàn bộ là cái đấy, cái ô đố của cái vách này này là xoay ống tơ. Cái lối xoay ống tơ này là nó làm từ những năm trước, cách đây khoảng 3-4 năm thì những cái lối ống tơ này thì mọi người hay làm các bác ạ. Đấy các bác thấy không, rất tuyệt vời. Ở cái vách giữa này thì nó có rất nhiều kiểu làm các bác ạ. Các bác có thể làm gỗ khác được, gỗ lũ được. Thậm chí em thấy nhiều đơn vị người ta làm cả những cái loại gỗ màu khác vào cho đổi màu. Nhưng mà đây là một bộ sản phẩm hoàn toàn gỗ chắc đen. Thế nên là cứ để như này nó rất tuyệt vời các bác ạ. Đây là em Sáng chưa lòng ván các bác nhé. Đây là chưa lòng ván vào. Thế toàn bộ hàng là vẫn để nguyên mọc như này. Thì sản phẩm này là phân khúc theo tiêu chuẩn hàng đặt rồi các bác ạ. Đấy. Có rất nhiều các sản phẩm nội thất cực kỳ cao cấp mà em Sáng muốn đưa đến trên thị trường các bác ạ. Đây toàn bộ khung tranh này, hàng tháo lắp trong ngoài như một các bác nhé. Đấy. Với các bác ở xa thì những cái sản phẩm thế này hết sức tuyệt vời. Đây các bác thấy này. Đấy, tại sao em Sáng nói là độc lạ không nội bóng như này. Đấy, cái dòng gỗ chắc đen nó tuyệt vời đến thế các bác ạ. Thế nên là em Sáng đã nói rồi, các bác có điều kiện tài chính cao cấp, các bác nên dùng những dòng sản phẩm như thế này. Các bác chơi cho mình là không những một đời đâu các bác ạ, 3-4 đời. Những sản phẩm như thế này nó sẽ còn sống mãi với thế hệ sau. Thế nên là các bác lên chơi những dòng sản phẩm như này. Các bác có thể kê ở phòng trà, đấy, phòng làm việc các bác nhé. Đấy, thì đây là một trong những dòng sản phẩm hết sức tuyệt vời mà em Sáng muốn giới thiệu cho quý vị anh chị em. Nếu các bác có nhu cầu, các bác có thể qua trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Sáng Trang, có địa chỉ tại khu vực làng nghề đồ gỗ Kim Thiều, Khương Mạc, Phú Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chào thân ái.